Phát nguyện sanh đến thế giới cực lạc Đối với thế giới ta bà Phải buông bỏ một cách triệt để Ở thế giới ta bà Còn một vài vấn đề có cần làm chăng? Điều này cần phải học chư Phật Bồ Tát Trong kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta Phật Pháp ở thế gian Không lìa thế gian giác Trong kinh A Nan giáng sự Phật thiết Khung Đức Phật dạy chúng ta, đệ tử Phật có thể được gì diệt thế gian không thể được gì ý thế gian Khai thị này quá hay Đệ tử Phật có thể làm việc thế gian Nhưng không được có ý Ý là gì? Ý nghĩa là tự tư tự lợi Danh gian lợi dưỡng Có phân biệt chấp trước Đây là ý thế gian Nếu có những thứ này khi khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp thiện ác, tạo thiện nghiệp, quả báo ở trong ba đường lành, tạo ác nghiệp, quả báo ở trong ba đường ác, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nghiệp lực nặng, sức dẫn rất lớn. Khi lâm mạng chung Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, Ngài kéo không nổi Vì nghiệp lực ta quá nặng Trong kinh này nói rất nhiều Tâm Phật chúng sanh Ba thứ này đều bình đẳng Chúng sanh chính là nói nghiệp lực của chúng sanh Sức mạnh của Phật Sức mạnh của tâm Nghiệp lực của mình Nghiệp lực không thể nghĩ bàn Đọc kinh địa tạng quý vị đều rõ ràng Nghiệp lực từ đâu mà đến Chính là do ta có ý thế gian Ý thế gian Chúng ta dùng một câu đơn giản để nói Ta đối với thế gian này Vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước Đây là ý thí gian Không còn chấp trước Không còn phân biệt Thấy mọi người đều là người tốt Mọi việc đều là việc lành Làm việc tốt cũng là việc tốt Làm việc xấu cũng là việc tốt Như vậy nghĩa là hoàn toàn buông bỏ ý thế gian Tâm thanh tịnh Không còn bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm cảnh giới bên ngoài vừa động tâm mình liền động như vậy rất thiệt thòi bởi vậy những giáo huấn trong kinh điển lợi ích hơn bất kỳ điều gì chúng ta tu hành mục đích là của tịnh độ tông mục đích hiện tại là gì tu như thế nào là tu tâm thanh tịnh tu tâm bình đẳng tu tâm giác tức trên đề kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giác Cảnh duyên bên ngoài chúng ta nói Cảnh Chính là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự Từng giờ từng phút đang nhiễu loạn ý niệm chúng ta Nhiễu loạn tâm thanh tịnh Nó khiến ta khởi tâm động niệm Bất luận là thiện niệm hay ác niệm Ta đã khởi tâm đồng niệm Học như thế nào để có thể Trong cảnh duyên Không khởi tâm Không động niệm Đây gọi là công phu Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Người này là ai? Người này chính là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Không chấp trước Tâm Thanh Tịnh hiển tiền Không phân biệt Tâm Bình Đẳng hiển tiền Không khởi tâm động niệm Tâm Giác hiển tiền Chúng ta tu hành có công phu gì Cảnh giới bên ngoài vừa động tâm chúng ta liền chuyển động theo như vậy là sao hoàn toàn không có chút công phu nào thông thường chúng ta gọi là không giữ được bình tĩnh luôn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển như vậy đâu được chúng ta thấy có một số người tu hành rất tốt từ đâu để nhận ra họ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển cảnh giới nhỏ giống như không có chuyện gì xảy ra cảnh giới lớn đôi lúc động một chút động một chút họ lập tức quay đầu đó là gì đó là đang thử thách chúng ta tánh cảnh giác rất cao sao lại động tâm Sao lại bị cảnh giới chuyển Lúc này phải sám trừ nghiệp chướng Dùng phương pháp gì để sám trừ Niệm Phật A-di-đà Sẽ sám trừ được nghiệp chướng Bởi vì trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không còn ý niệm nào nữa Như vậy là thành công Đã thành tựu tình nghiệp Người thành tựu tịnh nghiệp có thể giảng sanh bất kỳ lúc nào, thật sự được tự tại. người có tin thật nguyện thiết những chúng sanh này khi lâm chung đều được thấy ta. lời Phật A Di Đà nói là thật không phải giả dạ. khi lâm mạng chung nhất định thấy phật a di đà không những thấy phật a di đà mà phật a di đà cùng với đại chúng trước sau dây quanh họ định tiếp dẫn ta hàng đại chúng này ở trước chúng ta đặt thị có chúng bồ tát có chúng thanh văn